bao phủ lên. Mình xin mến chào các bạn, ghi hình chiếc mặt tới Z80 kéo thuốc lá vút ngọn. Đồng xin lỗi nha các bạn. Hôm nay mình đang vút ngọn. Mặt tới Z bắt đầu ra đám nha các bạn. Giờ anh em mình đang vác lên chiếc phạt 185 nha các bạn. Này vuốt ngọn. Mấy anh em ta đang vuốt nè các bạn. Đồng này đồng xuyên lễ nha các bạn. Nãy là chiếc mặt tới Z80 chạy rồi nha các bạn. Giờ là chiếc khoẹt 185. Con bẻ đang suốt ngọn nha các bạn. Đây mấy anh chị em ta đang suốt nè. Ta bẻ, ta suốt trước công giác, anh em mình đi theo sau. Còn bình thường thì mấy lúc trước thì công bẻ người ta bẻ trước buổi chiều, sáng anh em mình mới vác. Còn giờ anh em mình bẻ tới đâu là anh em mình theo vác tới đó nha các bạn. Đồng này thuộc bên Xuân Lễ luôn. Tây Ninh mình nha các bạn, ở miền quê Tây Ninh. Đầu chiếc phạt 185 này ra đám các bạn. Xe này mọt không có cầu đích các bạn. Đi rỗng ngang thì nó hơi nặng. Đầu ra. Ra rỗng ngang này mọt không có cầu, nó nặng nha các bạn, bay đầu. Mình ghi hình một đoạn tới đây thôi. Mình xin được kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái clip sau. Xem nhớ đăng ký ủng hộ kênh và bấm nút chuông thông báo cho mình một like nha các bạn. Chúc các bạn một ngày xem video vui vẻ. Rồi chiếc phạt này ra tới đường kinh này nha các bạn. Ra tới đường kinh này.